Anh làm gì mà giờ này mới về đấy? Nay công ty hơi nhiều việc. Ngày kia là nghỉ lễ rồi đấy. Anh sắp xếp công việc đi, còn đưa cả nhà đi du lịch nữa. Công ty dạo này nhiều việc lắm. Hay là hẹn bố mẹ gì khác được không? Dịp nào nữa? Có phải là vì một mình em đâu. Anh sắp xếp công việc đi. Ngày mai em đăng ký du lịch cho cả nhà. Chị Chi. Yến à? Thế sao hôm nay công ty không làm việc em? Chị không biết gì ạ? Công ty sắp phá sản rồi ạ. Em nói cái gì cơ? Anh Chiến cho mọi người công ty nghỉ từ tuần trước rồi. Em là kế toán, còn ít việc, em làm nốt đi mà. À thôi, em xin phép anh đi trước đây ạ. Phá sản á? Alo, Chi à? Mày làm gì mà mày gửi cả túi tiền về nhà? Mẹ cất đi hộ con đấy nhá. Mà nhớ đừng có nói với ai, nhất là chồng con ấy. Chi? Chi đúng không? Anh Đạt đây mà. À, anh Đạt ạ? Anh ngồi đi ạ. Lấy chồng xong rồi, quên hết cả anh thôi. Thế giờ này anh làm gì rồi ạ? Bây giờ anh đang làm chủ một công ty luật nhỏ thôi. Hôm nay anh đến đây để gặp khách hàng đấy. Không ngờ gặp em ở đây. Thành Đạt như anh, chắc là vợ anh giữ mệt lắm nhỉ? Thành Đạt thì anh không dám nói, nhưng mà anh vẫn còn đang độc thân. Độc thân đi ạ? Anh chưa quên được mối tình đầu. Em muốn nhờ anh một chuyện được không ạ? Em muốn ly hôn. Anh có thể giúp em sau khi ly hôn em nhận tài sản phần lớn hơn được không ạ? Chị, em quay lại với anh như ngày xưa được không? Anh hứa là anh sẽ chăm lo cho em. Anh nhận ra anh vẫn còn yêu em rất là nhiều, chị ạ. Em cũng thế. Từ hôm gặp lại anh, em nhận ra là em vẫn còn yêu anh. Anh cứ nghĩ là ngày xưa em bỏ anh là bởi vì anh nghèo. Lúc đó em quá non dại. Thôi mà, anh xin lỗi. Anh ấy ship cho anh cái váy để tặng em ấy mà. Nếu anh đến đây rồi thì tôi với anh nói chuyện luôn đi. Chúng ta ly hôn đi. Tôi muốn ly hôn trước khi anh tuyên bố phá sản. Ký đi. Sao? Ông đã thấy chưa? Ông đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? Chiến là khách hàng của tôi, cũng là bạn thân của tôi. Anh ấy định chuyển hết tài sản cho cô. Nhưng trước khi anh ấy làm điều đó, tôi đã bảo anh ấy làm một phép thử. Và kết quả đây. Anh Chiến ơi, em bị anh ta lừa. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh tin em đi đó. Dạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu lại công ty. Cô vội quá. Tiện tôi nói luôn này, nếu như muốn được hạnh phúc ấy, thì phải học cách làm người tử tế trước đã. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Anh Chiến, anh Chiến.